Em chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay hai chồng em với lại Út Ngọc đi quần Dũng. Mời cả nhà cùng đi quần Dũng với hai chồng em nha. Với Út Ngọc luôn. Về quần nãy giờ nè. Dính đâu rồi kìa, dính đâu rồi. Ôi đã. Trời ơi đã ơi, nước đục của tôm nổi rồi. Wow, để vô đổ, để vô đổ, đã rồi, để bự không, bự không. Bự không? Ôi càng xanh lẹ luôn anh ơi. Đã em. Chứ còn nữa không Ngọc? Còn tép nổi ra anh, nước đục luôn rồi. Cái son đâu Ngọc? Trời đã, trời lòng tông nổi quá chừng luôn rồi nè. Lòng tông nổi dữ lắm đó Ngọc. Hả? Không, tại vì con nước á, em thấy nó rõ. Biết đâu thì con đó con khác, còn con bự khác nữa này. Có Dũng vậy mà, nhiều khi nhiều tôm sao? Trời ơi, nè. Nhà coi nãy giờ nè nha. Tụi em xúc nè, gặp ốc len á, bắt luôn. Quá trời ốc len luôn. Nè con tép bạc nó nổi nè. Rồi hộp quay. Tép bạc nổi rồi đó. Tép nổi, tép nổi này. Ôi lòng tông nó chạy quá trời Ngọc ơi. Lòng tông lên luôn anh Thảo. Ráng vớt lòng tông về khâu khâu tiêu anh Thảo ơi. Mới rổ đi. Cho em mới rổ rồi đằng em vớt tép với lại lòng tông nó nổi quá trời. Vô. Ê, kéo kéo lại để thôi nó nhảy ra. Che che lại anh. Cái đường đó có chừng cá nữa nhé. Mang mang kia cái đậu nó kìa. Dính này đó. Tép rồi. Tép bạc non không anh, ngon vậy. Anh coi đặt cái này chỗ nào anh. Lòng tông nó có bậy chứ bậy. Ừ, mình bắt nhiều lắm. Cái này lòng tông. Tép rồi, anh tép rồi. Đã chưa? Lòng tông với tép bạc. Cái đầu con tôm nó xanh xanh lên con son là thấy khoái rồi đó. Ôi, ôi cái này buồn. Cái đói á. Dễ gì dính. Đổi ra ngoài luôn. Hay đi quý. Đâu? Nè. Nè nè nè. Có cái đầu đỏ đỏ rồi tự. Đã gì chưa? Tùm lắm. Con cá đấu gì? Cái gì? Cái kìa còn kìa gọi nhà lúc trên này nó vô áo gì đó tao tưởng tao lắp không à ở đây đâu cũng nó vô rồi bắt mệt luôn rồi bắt còn tâm chút gọi vô đây nè anh gọi vô đây nè anh lòng tâm con Dũng này cạn quá không có cạn là tôm nhỏ nhỏ chứ không có nhiều. Quá chán. Đồng tông nhiều sợ. Mà con nhỏ con bự thì ít nè. Con nhiều gì nhiều lắm. Vô múc ở trong này luôn. Vớt mấy lòng tông ở trong này nè, nước trong này nè. Mệt quá. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Tôm giam. Tôm lóng nhỏ. Tôm như con tép. Đưa góc xanh xanh. Ừ. Còn nó nằm ở con góc này nè, mò mò bên đây.
không còn nữa. Quá trời lòng đông luôn. Ồ, không. Em thấy đục đục rồi, coi nước đục đục rồi có bóng dừa. Cái cây yếu quá vậy? Hả? Cây yếu quá à. Anh bưng cái giỏ nha. Bưng lên đây, rồi mình kiếm chỗ mình rửa. Xong rồi, giờ quá chí lòng tông mà bắt hết được rồi. Để cho nó sống lại đi, mai mốt mình bắt tiếp. Em chào mai. Được không? Cẩn thận thôi, rớt cái son cái đổ hết nha anh. Vậy để có con tôm bự à. Còn nhiêu tôm nhỏ nhỏ mà. Ốc len, bữa nay mình được ốc len quá trời, không có đi bắt ốc len nữa không ta? Vì vậy kiếm nữa ta. Vì vậy mình trên đó. À, có ốc len nè anh Thảo ơi, hai con luôn anh Thảo. Bắt hai con ốc len này cái đã. Hai con. Nãy bắt chỗ này rồi mà sao giờ còn nữa nè anh nó ra. Này bắt bé, bắt cá, bắt tôm, con ốc len nữa. Ốc rồi. Đó, bây giờ rửa ra. À, nó nhảy tùm lum. Đổ ra rửa. Rồi mấy con ốc nó nặng quá, nó đè mấy con lòng tông chết queo rồi. Thịnh đang đặng Ngọc ơi. Chịu quá trọng kìa. Ừ, chịu quá xe. Nè, em muốn nước lên nha. Nè, tránh ra nha, hãy xuống xuống á. Múc lên, được có con tôm. Con tôm có càng. Còn nhiều ốc với mấy con tép. Với lại mấy con tôm nhảy. À, rồi rồi. Ôi trời. Con tôm này nó hung dữ kinh khủng thì chứ. Ôi. Đau. Trời nó kẹp, đau ghê. Ờ, con tôm này sắm gì nó kẹp hai đứa rồi nè. Nữa không? Lắc lắc ha. Bữa nay xuất toàn ốc không? Tiếu thiệt. Rồi, cái nữa không? Múc anh hai múc miếng nữa không? Anh hai chị cho miếng nữa đây cho sạch đây Ngọc. Được hả? Con cá này phải được 5 con cá này thôi ha. 5 cá này khô ngon ha. Chết len à. Có một con một. Được nhiêu len á, tụi em xuất toàn ốc len không trời? Ốc gì ta? Ốc len. Len. Ốc len ngày xưa á. Đó nè. Hay có ốc len nè. Nhỏ thì em bắt cái này nhiều lắm, bây giờ ít. Bây giờ mới ra đây mới khó. Ừ, con tôm. Tiền quên gieo rồi, tiền không. Ừ. Rồi, đổ vô xong với lại. Ăn mình đi về. Đổ rang rang luôn. Ốc không? Đó, ừ. Đủ rồi. Ốc. Ừ, ốc để vậy đó là bưng vậy. Vậy thôi, bữa nay toàn là ốc. Ốc. Xúc ốc. Ê, trong đó còn hai ốc len dính cả lá cây kìa. Lượm lại. Ừ, bỏ uổng. Rồi, về trong thôi. Chị đi bắt từng con á. Ừ. Thôi, bây giờ tụi em đi về thôi. Hôm nay xúc á, được có một con tôm to, còn nhiều tép với cá với lại mớ ốc len. À, chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bây giờ tụi em chào cả nhà đi về. Bye. Bye.